Các bạn có ôn bài hết chưa các bạn? Bài thầy gửi các bạn nào ôn thuộc không? Mình có biết qua sơ chưa? Thầy nói các bạn có nghe rõ không? Dạ có thầy. Các bạn có đọc qua bài chưa? Dạ có đọc thầy. Hiểu được bao nhiêu phần trăm? Nhìn trên đó thì thấy thầy có hướng dẫn là dần thân tị hợi, mất vào những năm dần thân tị hợi là bạn trùng tan, thì cái đó em có hiểu thầy. Còn cái gì mà Di á thầy, cái quẻ nội thì chưa hiểu. Chờ các bạn vô đủ cái thầy giải thích lần. Dạ em chào thầy. Chào em. Dạ. Nghe cái tiếng nói em nghe quen quá ta. Như sáng có gặp dạ, rồi phải không? Thầy. Dạ em đứt đó thầy. Hồi sáng có gặp rồi phải không? Dạ. Sáng em mời thầy cà phê đó. Nói chuyện với thầy về cảm thấy có năng lượng nghe luôn đó thầy. Dạ. Thấy có năng lượng, cũng thấy vui thầy, cũng thấy thoải mái. Học hỏi ở thầy cũng được nhiều nữa. Ok dạ. Em. Dạ. Ngồi gần thầy là bị nhiễm phong thủy á, cho nên là thấy nó vui. Dạ. Còn ngồi đường khác là nhiễm phong hàn, ngồi gần thầy là nhiễm phong thủy. Bữa ngồi với Cường ở ngoài Hà Nội là cái đó kia bằng cái đó là cái chỗ đó là hồ gì Cường? Thầy ra đây ạ. Cái chỗ hợp thầy ra chỗ em á. Hồ Tây thầy ạ. Hồ Tây hả? Thế thầy, từ giờ tiếp thầy chúng ta không đón thầy nữa là sao? Dạ tiếp em mời thầy ra chơi chuyến nữa là sao? Chắc thầy sẽ có đi ra ngoài đó một chuyến á, có một bạn mời thầy đi, để nhưng mà thầy để tích hợp hai người nữa rồi đi luôn. Rồi. Bài hôm trước các bạn á, có bạn nào nhớ bài không? Có bạn nào quên bài không? Đang hình như vô cũng thiếu đó.
Cương Cường Sinh Phong. Bạn bạn A là bạn Đức Vi. À, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thiếu 5 bạn. Rồi, thôi mình có bao nhiêu bạn mình học bấy nhiêu đi. Tuần trước á, bài trước á, thì các bạn còn nhớ cung tử không các bạn? Có bạn nào quên không nè? Dạ cung tử nhớ thầy. Cung tử nhớ ha. Nam nữ thì tính sao? Nam thì khởi tại cấn. Thuận diệu kim, còn nếu mà nữ thì khởi khôn nhật kim. Tuổi hàng chục và hàng đơn vị thì tính sao? Chục tính trước rồi mới đến tính tuổi lẻ tính sao? Tính liên tiếp đúng không? Dạ. Rồi cái đó, rồi cái bài nhị thập Quỳnh Long các bạn có nhớ không? Nhị thập Quỳnh Long giác can đề phòng. Ông quên. Không phải. Thần tài một vị. Bài đó các bạn có nhớ không? Nhớ mà chưa thuộc hả? Nay mấy ngày rồi không thuộc, dở vậy. Chưa thuộc mấy cái 12 con giáp đó, gì thần tài một vị. 12 cái sao của Quỳnh Long. Thì ở đây bạn Sinh, bạn Phong, bạn Đức, các bạn thuộc hết chưa? Dạ thuộc hả? Dạ thuộc hết thầy. Xin thuộc cho em. Dạ thuộc thầy. Vậy là còn bạn Vi ha. Bạn Cường thuộc chưa em? Dạ chưa thuộc luôn. Rồi bạn Cường, bạn Vi nhớ thuộc đó giùm thầy nha. Thuộc để mình tính khỏe cho người ta. Dạ. Rồi hôm nay chúng ta sẽ đi cái chết trùng tan. Nó có nội và ngoại. Ngoại là những gì chúng ta biết được, nghe được, biết được mà không cần phải tính toán. Vì các bạn đã học qua rồi trong cái tứ hình xung hoặc là trong cái tôm hợp ha. Mà đặc biệt đây thì tính tứ hình xung rất nhiều. Ví dụ như là dần thân tỵ hợi tứ hình xung, tí ngọ mão dậu, thìn tuất sửu mùi. Đó là ba nhóm tứ hình xung. Ở đây trong tứ hình xung có bạn nào không biết không? Bạn nào không biết là em nha. Bạn nào biết thì nói lên cho thầy biết. Dạ, em biết thầy. Rồi, không? Dạ, biết thầy. Rồi, còn lại bốn bạn không biết đúng không? Dạ, biết sơ sơ thầy. Tứ hình xung mà em biết sơ sơ là không được đó ngang Cường. Gần bão thì bỏ mùi thân dụng tốt hợi như đấy thì... Không, có nghĩa là dần thân tỵ hợi tứ hình xung, tí ngọ mão dậu, thìn tuất sửu mùi. Đó là ba nhóm tứ hình xung. Cái đấy nó bắt buộc phải thuộc trên đồ tay để tính trùng như thế. Cho nên đó là mình phải thuộc nha. Còn nói mà học thuộc là cái này học thuộc là không được. Rồi chúng ta sẽ vô nha. Thì khi đối tới quẻ đội á là cách tính có trùng tan không. Quẻ ngoại là có nghĩa là bên ngoài. Ví dụ mình nghe người nào đó là tuổi mùi
hay là tuổi Sửu năm nay á mà mất đi, hình thức Sửu Bùi một trong bốn cái tuổi này mà mất vào năm nay là năm Thìn, là đó là bị trùng tay ha. Ví dụ ông A và B người đó tuổi Bùi mà mất năm Thìn là bị trùng tay. À, ông Tức hay là ông Sửu hay ông Thìn mà mất năm nay, năm 2024 là bị trùng tay, các bạn lưu ý vào đó. Rồi năm sau á, năm sau là Dần Thân Tỵ Hợi, mà trong cái nhóm Dần Thân Tỵ Hợi mà năm 2025 á là cái nhóm này bốn cái tuổi này là sẽ phạm trùng tay, nhớ cái điều đó thôi. Hình tức Sửu Bùi tiến ngộ bao dậu. Rồi năm 26 Tý ngọ mão dậu mà một trong bốn nhóm ở trong bốn cái tuổi này mà mất đi là phạm trùng tay, nhớ nha. Rồi khi chúng ta biết trùng tay rồi, bắt đầu ta đi sâu vào bên trong mình tìm hiểu coi nó có bị được xóa trùng tay hay không. Trong cái xóa trùng tang á, thì chúng ta sẽ thiết lập đó là năm, tháng, ngày và giờ. Năm, ví dụ ông này ổng sanh ra, ổng mất vào năm 62 tuổi. Ông 62 tuổi thì ta biết được là ông tuổi Mão ha. Ông này ông tuổi Mão. Hay là ông này 61 tuổi đi, để cho các bạn dễ hiểu hơn. 61 tuổi là tuổi Thìn. Như vậy là 61 tuổi Thìn là năm nay bị phạm trùng tay, là cái người này bị phạm trùng tay. Trong Thìn mất Thìn trùng tay. À, 61 tuổi ông này là tuổi Chắc Thìn nè, ông mất năm Thìn là bị trùng tay. Ông mất vào tháng 10, vào ngày 26 lúc 8 giờ. Đây là năm năm tháng ngày giờ, năm tháng ngày giờ ha. Thì nam á, chúng ta sẽ khởi cái cung Dần thuận theo kim đồng hồ, nữ là cung Thân nghịch kim đồng hồ. Hết tuổi chẵn rồi chúng ta sẽ đi tuổi lẻ. Chúng ta sẽ lấy năm 64 tuổi nè. 10 là tại Dần, 20 là tại Mão, 30 tại Thìn, 40 tại Tỵ, 50 tại Ngọ, 60 tại Mùi. Như vậy là 61 là tại Thân. Tại Thân mà khi nào chúng ta vào Dần Thân Tỵ Hợi là phạm trùng tang nha. Trùng tang khi chúng ta tính vào Tý Ngọ Mão Dậu, Tý Ngọ Mão Dậu là thiên di. Khi nào chúng ta tính vào Thìn Tức Sửu Bùi, Thìn Tức Sửu Bùi là nhập mộ. Đó, nó có ba cung này. Các bạn lưu ý nha, khi chúng ta tính vào cái quẻ mà Dần Thân Tỵ Hợi đó là trùng tang, mà nó rơi vào cái quẻ là Tý Ngọ Mão Dậu là thiên nhi, vô Thìn Tức Sửu Bùi đó là nhập mộ. Ý nghĩa của ba quẻ như thế này: trùng tang là có nghĩa là sẽ có người chết tiếp theo trong tương lai. Trùng tang thì đó có là tam sa hay là nhất sa thì nó sẽ hiện lên
cái quẻ của đó nó nằm trong tỵ thân hợi dần. Trong đó thầy có gửi các bạn tài liệu nhất xa là cái tỵ hay là thân, các bạn có xem qua chưa? Đức bạn Đức, dạ em nghe thầy ơi. Trong tài liệu thầy ghi tỵ là nhất xa hay là tam xa? Ủa, cái này em chưa thấy thì ghi nhất xa trung xa thầy, mà thầy chỉ ghi là dần thân thì hợi. Thầy có gửi một cái đồ hình có cái lượng cực trên giữa cái hình đó, em có coi các bạn đó không? Dạ không thầy, em chưa thấy luôn thầy, em chưa coi. Thầy có gửi trong nhóm mà các bạn. À, dạ thầy, em mới gửi được hả thầy? Không, thầy gửi hôm kia rồi. Quẻ nội quẻ ngoại là hai phòng bàn tay thôi thầy ạ. Để thầy kiểm tra lại cái này. Dạ, hình như em chưa thấy thầy, không biết sao. Nội và quẻ ngoại thôi. Chưa tính xa. Thầy có gửi bản đó hả? Rồi, để có gì thầy gửi các bạn để nghe nó qua cái. Em đang tính người 61 tuổi này, phạm phai trường tang tuổi và ngày tháng ngọ giờ mùi. Vậy là thầy chưa gửi các bạn à? Thầy gửi cho ai ta? Dạ chưa gửi thầy, em chép lại trong máy chưa có. Dạ thầy để chích tài liệu thầy gửi luôn, để chút thầy quên các bạn, đợi thầy chừng 2 phút thôi. Hồi sáng nghe Đức nói bây giờ thầy mới nhớ đến thầy, sao mau quên, lúc này mau quên quá. Dạ em còn trẻ hơn thầy nhưng mà em cũng quên liền đó thầy ơi, bị ảnh hưởng cái tuổi tác với lại cái sau cái đợt dịch vừa rồi mình chích thuốc mà vaccine bị ảnh hưởng lắm đó thầy. Dạ ảnh hưởng ghê luôn. Ủa thầy gửi cho ai ta? Có lên nhóm bây giờ. Gì em? Có lên nhóm luôn à? Thầy có gửi trên nhóm á. Để coi.